đồng hồ đa dụng luôn là lựa chọn số 1 dành cho những người mới chơi. Ở trong phân khúc chỉ khoảng 5 triệu đồng thì OP và Oren đều có những sản phẩm rất đáng chú ý. Vậy đâu sẽ là lựa chọn phù hợp nhất với bạn? Hãy cùng Đức tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và đây là hai mẫu đồng hồ mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Trước tiên mình sẽ giải thích vì sao đây là những lựa chọn tốt dành cho những người mới chơi đồng hồ. Đầu tiên là về mức giá, 5 triệu đồng là cột mốc mà chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau đến từ những thương hiệu có chất lượng và uy tín đã được kiểm chứng. Đồng thời mức độ hoàn thiện hay lựa chọn máy cơ tự động đã phong phú, phù hợp cho nhiều phong cách cũng như là sở thích khác nhau. Như vậy là đã đủ cho bước đầu tiên của thú chơi đồng hồ. Thứ hai, như đã nói đây là những chiếc đồng hồ đa dụng, có nghĩa rằng nó sở hữu một thiết kế và tính năng đủ linh hoạt và đầy đủ để các bạn có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cụ thể như các bạn đang thấy, đây đều là những chiếc đồng hồ sử dụng dây kim loại. Chất liệu này giúp chúng ta thoải mái hơn trong sử dụng hàng ngày, không cần quá giữ gìn như dây da, trong khi lại có thể kết hợp với nhiều trang phục khác nhau khi đi làm hay cả khi đi chơi, không bị gò bó vào một phong cách nhất định như là dây cao su hay là dây NATO. Điều này rất có lợi vì nếu bạn là một người bận rộn thì bạn luôn có thể chọn nó để lên tay mỗi ngày mà không cần phải đắn đo. Đã nói đến đồng hồ đa dụng là phải nói đến những tính năng tiện ích được tổng hợp đầy đủ, mà cơ bản nhất là tính năng dạ quang và tính năng lịch. Cả hai mẫu này đều sở hữu dạ quang trên bộ kim kích thước lớn và còn có cả tính năng lịch kép, hiển thị cả ngày và thứ. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được thời gian mọi lúc mọi nơi. Điểm chung còn lại chính là bộ máy automatic được tích hợp đầy đủ các tính năng lên cót tay và dừng kim dây cùng nắp lưng trong suốt. Tuy nhiên, hai mẫu đồng hồ này không phải là không có những khác biệt và mình cho rằng đó chính là những điểm mà quyết định đến lựa chọn của các bạn chọn OP hay là Oren. Nhìn vào tổng thể thiết kế, chiếc OP9927 toát lên một vẻ sang trọng với bộ vỏ được đánh bóng cùng lớp mạ vàng nổi bật. Mặt số được phủ lên vân trải tia sunburst và có những cọc số thì được vát cạnh để tăng khả năng bắt sáng. Cùng với đó là dây thép đúc và mặt kính sapphire chống trầy xước. Tất cả khiến cho sản phẩm của OP gần với khái niệm của một dress watch thanh lịch. Trái ngược với đó, nhà sản xuất Nhật Bản Oren đã lấy cảm hứng thiết kế mạnh mẽ và thể thao làm trọng tâm cho sản phẩm của mình. Chiếc Oren này sở hữu một bộ vỏ và dây thép được hoàn thiện nhám đầy nam tính. Vì có thiên hướng là một dress watch nên OP9927 có đường kính là 40mm, phù hợp với chu vi từ khoảng 15,5cm trở lên. Trong khi đó với kích thước 42mm, bạn sẽ cần có chu vi cổ tay từ 16cm trở lên để có thể đeo vừa chiếc Oren. Bạn sẽ lựa chọn OP hay là Oren, phong cách sang trọng hay là thể thao trên một mẫu đồng hồ đa dụng, ưu tiên thương hiệu nổi tiếng hay là mức độ hoàn thiện sắc sảo cùng kính sapphire cao cấp. Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận bên dưới và đừng quên subscribe kênh Duy Anh để tiếp tục đón xem những video thú vị khác nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.